Thế là mọi người phóng vô, mọi người hỏi tôi á, là chừng nào đi xuống nhà giao, và hả đầy tháng này á là mọi người muốn đi tôi xuống nhà giao. Thì thật ra là cái tôi trước đây tôi cũng có cái ý và cũng có nói với giao này nọ các kiểu với mọi người là tôi cũng rất là muốn xuống dưới nhà giao, đúng không? Tuy nhiên á là lần này mọi người hỏi tôi khi nào, tôi nói tôi chưa có biết, và tôi cũng không biết tôi có xuống hay không. Là tại vì á, trong cái thời gian là từ ngày giao nó đi về á, nó đi về rồi nó đẻ, là mình là cái người là luôn chủ động gọi cho giao, luôn chủ động gọi gọi cho giao, và lúc nào mình gọi cho giao thì gọi, còn nếu mà lúc nào mình không gọi không nhắn thì thôi, giao nó cũng không gọi, nó nhắn không nhắn cho mình. Thì mình hỏi là mình không biết mình có đi xuống hay không, tại mọi người phải hiểu, đặt cái vị trí vào tôi nè, mọi người mới hiểu. Mọi người thử là mình thử coi thì mọi người có bang bang đi xuống hay không, thì cái đó là mình cần phải suy nghĩ và cần phải có thời gian nữa. Thì tôi cũng nói mọi người là không có biết hả, cái văn hóa ở dưới quê của giao á, là khi mà đẻ rồi á, phụ nữ mà đẻ là trong tháng là không được nói chuyện điện thoại hay là không được nhắn tin, có phải gì không mọi người? Thí dụ như mọi người ai ở quê Kiên Giang của giao á, cùng quê thì nói cho tôi biết, người ở quê là đẻ xong là không được nhắn tin cũng như không được gọi điện thoại, phải không? Có phải như vậy hay không? Thì tôi có nói là không biết là dưới quê của giao là cái văn hóa là có phải là khi một người đàn bà mà đẻ, từ lúc mà mới đi đẻ cho đến trong tháng là không được gọi, không được nhắn tin cho bất kỳ ai, cái đó là phong tục ở dưới quê có phải hay không? Thì mọi người á hả, mọi người cho tôi một ý kiến thì nói người nói không, mọi người lại nói là đẻ là mệt dữ lắm, là không có nói chuyện điện thoại được, đẻ là cũng không còn tâm trí gì để nhắn tin sau khi đẻ. Thì hả, nói chung á là đẻ xong là chỉ có nằm đó thôi, ăn còn ăn không nổi, uống uống không nổi. Nhưng mà thật ra là với cái vế của tôi đã từng là một người đẻ ba đứa, và tôi đã từng mổ hay mọi người đẻ mổ, nhưng mà 5 ngày tôi nằm bệnh viện về rồi tôi vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn nói chuyện điện thoại được, vẫn ăn uống được, vẫn nhắn tin được bình thường. Thì tôi không biết mỗi người có một sức khỏe như thế nào, và một cái quan trọng là một cái văn hóa ở dưới cái chỗ đó là không được ra sao, nên tôi cũng không biết. Và tôi á thì một cái người, mình làm là ai mà khi mà người ta không mời mình mà mình đi, đúng không? Mặc dù là mình muốn đi, mình nói mình muốn đi thế này nọ, nhưng mà mình cũng phải chờ người ta mời mình chứ, đúng không? Người ta phải chờ, người ta mời mình, người ta gọi mình, ít ra người ta không gọi thì người ta nhắn tin cho mình, thì lúc đó là mình mới đi chứ. Mình nhiệt tình quá mà mình đi cái kiểu đó là giống như là mình không giống ai chứ mọi người. Thì có một số là tranh cãi, là nói là đẻ trong tháng là không có nói chuyện được, không có nhắn tin được này nọ các kiểu, còn một số còn lại thì tôi không biết. Mấy bà coi, mấy bà sau khi mấy bà nghe tôi nói thì mấy bà hãy comment cho tôi biết là người ở dưới đó là có như vậy hay không. Rồi thêm một cái rất là bực mình nhất là cái vụ này nè. Có một số người nói tôi á là kêu con Giao lên làm việc, sau khi đẻ kêu Giao lên làm việc như vậy á, là cái công việc của tôi á là nó quá nặng, nó không có phù hợp, cũng như là gây cái áp lực là cho Giao. Làm như vậy á là Giao sẽ rất là mệt mỏi, Giao Giao sẽ rất là áp lực và Giao sẽ làm không nổi. Tôi á hả, vô tình mang lại một cái sự áp lực cho Giao, rồi mọi người lại trách tôi. Trời ơi, thật sự mọi người, công việc của Giao á, là tôi đã nói với mọi người rất là nhiều lần rồi, Giao lên đây là cái việc của Giao đầu tiên là đi chữa cái mặt nè. Tôi đã kêu bác sĩ nhà tôi mấy chục người, và bà kể cả dùng mối quan hệ của tôi để đi tìm những bác sĩ giỏi, những cái thẩm mỹ lớn để làm cái mặt lại cho Giao. Thì cái việc đó là cái việc quá sức của Giao hay sao? Và cái việc chính của Giao là đi vào công ty và làm tập trung về cái quỹ từ thiện để đi lấy cái số tiền của cái quỹ từ thiện có sẵn của công ty, chứ không hề kêu gọi ai nha. Cái quỹ từ thiện có sẵn của công ty để đi giúp đỡ những đứa trẻ em và những cái người phụ nữ có mảnh đời từng khổ, bệnh hoạn hoặc là khổ như Dao. Thì cái việc đó tôi không hiểu là cái việc đó nó mang lại cho con Dao cái sự áp lực gì, mệt mỏi gì mà để cho mọi người nói tôi á là trời ơi đi lên làm kiểu đó là áp lực, là mệt mỏi dữ lắm. Và mọi mọi người nói là hả là gì cái gì Giao hả, Giao nó mới đẻ nên nó rất là cần được nghỉ ngơi, nó rất là mệt, nói chuyện điện thoại là nói không có nổi, cũng như là không còn tâm trí gì mà nhắn tin hay là cái gì đó. Thế nhưng mà theo tôi á là người ta muốn thì người ta tìm cách, còn người ta không muốn người ta tìm lý do thôi. Một tin nhắn hoặc là một cuộc điện thoại nó không là cái gì hết ha, nên mọi người hiểu đúng vấn đề giùm tôi nha, đừng có hiểu sai lệch vấn đề rồi đi đồn đoán, đi đi nói này nói nọ là không được nha.